Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa tiến hành xét xử sơ thẩm đối với Cao Mạnh Hùng, sinh năm 1983, quê ở Thái Bình và hiện trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội về tội dâm ô trẻ em. Điều đáng nói, đây là vụ án đã từng gây xôn xao và khiến dư luận xã hội bức xúc trong suốt một thời gian qua. Tại phiên tòa diễn ra vào chiều ngày hôm qua 29 tháng 9, Cao Mạnh Hùng đã phải chịu sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật. Tự bào chữa trước tòa, Cao Mạnh Hùng một mực phủ nhận mình không có hành vi dâm ô cháu bé. Tuy nhiên, hội đồng xét xử đã bác bỏ điều này. Đồng thời cho biết, trong lời khai của mình, cháu bé đã khai rằng Hùng nhiều lần dùng tay sờ vào vùng kín cháu bé, thậm chí còn mở máy tính cho cháu bé xem những hình ảnh nhạy cảm, rồi lại sờ vào vùng kín của cháu. Trong kết luận giám định, cũng khẳng định cháu bé bị rách màng trinh, không có tinh trùng. Những chứng cứ này phù hợp với lời khai của nhân chứng, cũng như trùng hợp với ngày mà Hùng bế cháu bé. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội truy tố Hùng theo khoản 1, điều 116 Bộ Luật Hình sự với khung hình phạt cao nhất là 3 năm tù. Theo truy tố, ngày 8 tháng 1 năm 2017, cháu N sinh năm 2008 đến nhà bác ruột chơi. Khi đang chơi trốn tìm, đuổi bắt với các bạn ở đầu ngách thuộc Tân Mai, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, thì Cao Mạnh Hùng đưa con ra chơi. Tại đây, Hùng đã bế cháu N vào trong ngách rồi có hành vi dâm ô với bé gái. Khi bé gái dãy giụa, các bạn đến hỗ trợ thì Hùng mới thả cháu N ra. Được biết, Hùng từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản đã xóa án tích. Trong suốt quá trình diễn ra phiên tòa, Hùng luôn một mực chối tội và bác bỏ mọi quan điểm luận tội của Viện Kiểm sát cũng như từ phía luật sư bào chữa cho gia đình bị hại. Tuy nhiên, hội đồng xét xử đã bác bỏ điều này và cho rằng hành vi của bị cáo Hùng không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của cháu bé mà còn gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Do đó, cần phải bị nghiêm trị. Tuyên bố bị cáo Cao Mạnh Hùng phạm tội dâm ô đối với trẻ em. Áp dụng khoản 1 điều 116, khoản 2 điều 46 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Cao Mạnh Hùng 24 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 16 tháng 3 năm 2017. Ngoài 24 tháng tù, tòa cũng buộc Cao Mạnh Hùng phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 20 triệu 700 ngàn đồng. Dù trước đó phía bị hại đưa ra mức bồi thường là 150 triệu đồng, Cao Mạnh Hùng đã phải chịu sự trừng phạt cho những hành vi mà mình gây ra. Tuy nhiên, bản án được hội đồng xét xử tuyên khiến cả gia đình bị hại lẫn người thân bị cáo đều cho rằng mức án 24 tháng tù là không thỏa đáng và cho biết sẽ tiếp tục kháng án.